Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hương Trà, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chung cư Ukraine trúng rocket, G7 tuyên bố sát cánh với Kiev. Chung cư ở thành phố Chernihiv trúng rocket, bốc cháy dữ dội khi lực lượng Nga bao vây, trong khi G7 cam kết sát cánh cùng Ukraine và có phản ứng nhất quán với Nga. Lực lượng Nga tiến vào thành phố Berdyansk ở miền nam Ukraine, bắt đầu bao vây, pháo kích Chernihiv và căn cứ không quân Vasinki ở ngoại ô thủ đô Kiev khi chiến dịch quân sự đặc biệt bước sang ngày thứ năm. Nga có thể đổi chiến thuật sau khi đà tiến quân chậm lại vì vấp phải kháng cự dữ dội từ quân đội Ukraine cũng như đối mặt thách thức về hậu cần. Đáp lại, EU tuyên bố cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có cả tiêm kích cho Ukraine, đồng thời cấm toàn bộ máy bay Nga vào không phận. Mỹ cảnh báo Belarus đang chuẩn bị điều động binh sĩ đến Ukraine để hỗ trợ Nga, có thể từ hôm nay. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một năm từ khi cầu Thăng Long chính thức thông xe, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết phải đặc biệt lưu ý triển khai phương án kiểm soát tải trọng xe qua cầu để đảm bảo an toàn và tuổi thọ công trình. Mặc dù các lực lượng chức năng vẫn duy trì tổ công tác kiểm soát 24/7 trọng tải phương tiện qua cầu, thế nhưng thời gian qua, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động một cách bát nháo khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Nguyên nhân vì sao? Ghi nhận của phóng viên VTC14. 20 giờ tối, cầu Thăng Long. Những chiếc xe cây thùng có dấu hiệu quá tải, hoạt động công khai, rầm rộ. Còn đây là hình ảnh trạm cân cầu Bắc Thăng Long, vắng vẻ, không có người trực chốt làm nhiệm vụ. 9 giờ sáng ngày hôm sau, cũng tại vị trí này, trạm cân lúc có người lúc không, cũng chưa thấy người làm nhiệm vụ. Xe quá tải ung dung trực chốt. Như chiếc xe tải này, lái xe thừa nhận chở vật liệu xây dựng quá tải gấp nhiều lần tải trọng cho phép. Lái xe cho biết mỗi ngày chở trên 5 lượt và quãng đường di chuyển đều qua cầu Thăng Long một cách dễ dàng. Em mới lái thôi, em không... Sao mình lại chở nhiều như này? Thì... Họ bảo thì em làm thôi. Em đi từ bên cầu Thăng Long sang đây thôi. Đi cầu Thăng Long thì có lực lượng nào chức năng kiểm tra không? Đi qua thì không có chốt. Các cái lái xe, các cái doanh nghiệp vận tải xây dựng là chở vào những khung giờ, trốn tránh những khung giờ mà lực lượng chức năng đang xử lý. Và hai nữa là khi nên sẽ phát hiện lực lượng chức năng là một cái số xe tải lái xe này lẩn trốn vào các cái đường ngang ngõ tắt là một cũng là một những cái vấn đề mà lực lượng chức năng gặp khó khăn. Trạm cân của thanh tra giao thông phải chăng đang tê liệt? Trao đổi với phóng viên VTC14, Cục Quản lý Đường bộ 1, đơn vị có trách nhiệm xử lý, kiểm soát tải trọng tại khu vực cầu Thăng Long, đại diện đơn vị thừa nhận có tình trạng xe quá tải lưu thông trên cầu Thăng Long vì lý do có nhiều khó khăn của lực lượng thanh tra giao thông. Tiên là về khó khăn về dịch bệnh. Một thành viên trong tổ mà bị nhiễm F0 thì những người xung quanh trở thành F1, do vậy mà cái việc mà phải thay thế lực lượng này, đảo quân hoặc là cho cách ly ở nhà dẫn đến cái tình trạng là thiếu hụt nhân lực. Đồng thời chúng tôi phải cùng với thanh tra sở Hà Nội thì triển khai nhiều các cái nhiệm vụ khác tại các cái cửa ngõ thủ đô, tại các cái điểm nóng về giao thông, do vậy mà thực sự là cái sự khó khăn cũng tồn tại rất là hiện hữu. Ông Hà cũng cho biết nếu kiểm soát 100% thì không thể. Về lâu dài, để giảm sự can thiệp của con người, giảm được tiêu cực trong quá trình xử lý thì cần sớm triển khai hệ thống cân tải trọng tự động tại khu vực cầu Thăng Long. Phải thay đổi sang mô hình tự động, áp dụng công nghệ trong quản lý cũng như là kiểm soát, tránh cái tối đa cái việc mà sử dụng thủ công, đấy, sử dụng con người trực tiếp, vừa lãng phí thời gian, lãng phí nhân lực và đồng thời nữa là sẽ có cái sự can thiệp của con người. Đó là điều mà chắc chắn là nó sẽ không hiệu quả. Trạm cân tê liệt do nhiều yếu tố. Thế nhưng, những xe có dấu hiệu vi phạm tải trọng lưu thông trên cầu, ai sẽ xử lý? Có hay không sự buông lỏng? Và nếu xe quá tải cứ ung dung qua lại như thế này, thì cầu Thăng Long rất có thể sẽ tiếp tục xuống cấp. Lúc đó, trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Ngày 27 tháng 2, Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới tăng vọt lên 86.990 ca. Hà Nội tiếp tục nhiều nhất với hơn 11.500 ca F0.
Những ngày gần đây, số ca mắc tăng mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Bắc, đặc biệt là ở Hà Nội, với kỷ lục là 11.500 ca mắc mới trong ngày hôm nay. Một số tỉnh thành có số ca mắc cao là Quảng Ninh gần 6.000 ca, Lạng Sơn gần 5.000 ca. Trong ngày hôm nay ghi nhận 28 tỉnh thành phố có số ca mắc trên 1.000 ca. Theo Sở Y tế Hà Nội, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, Hà Nội đã có 250.757 bệnh nhân COVID-19. Hiện có gần 1.000 ca tăng nặng và nguy kịch. Số bệnh nhân COVID-19 tử vong ghi nhận tại Hà Nội từ khi dịch bùng phát cho đến nay là 1.073 ca. Riêng trong ngày hôm qua, Hà Nội có 24 ca tử vong, cao nhất cả nước. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.050 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 trên 225 nước và vùng lãnh thổ, xếp thứ 3 khu vực ASEAN. Sáng nay tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, ông Ngọc Anh đánh giá số F0 đã vượt 10.000 ca mỗi ngày, nhưng 96% thể nhẹ, không triệu chứng, 95% số ca đang điều trị tại nhà. Thành phố đang khẩn trương giải trình tự gen để đánh giá chủng Omicron. Dẫn nhận định của chuyên gia, Chủ tịch Hà Nội Trung Ngọc Anh nói, 2 tuần tới, số ca mắc COVID-19 ở thành phố khả năng đạt đỉnh, tạo áp lực cho y tế cơ sở. Thành phố đánh giá 2 tuần tới là thách thức rất lớn đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp đưa ra giải pháp phù hợp. Người dân phải nắm được dấu hiệu nhận biết, quy trình chăm sóc, điều kiện cần thiết tại nhà, cần xét nghiệm khi nào để tránh lãng phí, không gây hoang mang. Khi có triệu chứng thì cần khai báo, liên hệ với ai và qua hình thức nào. Lãnh đạo thành phố cũng giao các đơn vị liên quan có biện pháp giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở, nhất là thủ tục xác nhận F0, thanh toán bảo hiểm. Hệ thống y tế cơ sở cần định lượng rõ một nhân viên y tế mỗi ngày chăm lo được bao nhiêu F0, từ đó tính toán nhân lực mỗi ngày để điều phối, hỗ trợ kịp thời. Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, tuần qua một số nơi có tình trạng người dân xếp hàng xin xác nhận F0 hay hết thời gian cách ly gây bức xúc. Theo bà Hà, người dân có thể tự test nhanh khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp, nghĩa là thực hiện online. Các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý F0, có thể in được các quyết định hết cách ly, hưởng bảo hiểm xã hội, huy động thêm đoàn thanh niên, hội phụ nữ để đủ nhân lực phục vụ. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, thủ tục mua vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi cơ bản đã hoàn tất. Dự kiến tháng 3 sẽ hoàn tất và cuối tháng 3 bắt đầu được nhận vaccine, hoàn thành kiểm định để cuối tháng 3 có thể bắt đầu cấp phát vaccine tiêm cho trẻ em. Theo đó, hiện các cơ quan chức năng của Bộ Y tế đang rà soát lần cuối về số vaccine sẽ đặt mua đợt đầu, đồng thời trao đổi với nhà sản xuất, Tổ chức Y tế Thế giới WHO về việc có tiêm cho trẻ đã mắc COVID-19 và nếu tiêm thì sau khi trẻ khỏi COVID-19 bao lâu thì sẽ tiêm. Với người lớn, WHO đã khuyến cáo là có tiêm nhưng chưa khuyến cáo cho trẻ em. Các thủ tục mua sắm vaccine cũng đang tiến hành song song. Dự kiến tháng 3 sẽ hoàn tất và cuối tháng 3 bắt đầu được nhận vaccine, hoàn thành kiểm định, để cuối tháng 3 có thể bắt đầu cấp phát vaccine tiêm cho trẻ em. Theo Bộ Y tế, với người từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tiêm vaccine mũi 1 cho đến nay đạt trên 99%, mũi 2 khoảng 98%, mũi 3 khoảng 32%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 khoảng 99%, mũi 2 là khoảng 94%. Hôm nay 27 tháng 2, ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi dành một phần thời lượng để cùng quý vị đến thăm một vị bác sĩ lừng danh thế giới, có 50 năm sống làm việc tại Việt Nam. Ông nặng tình với đất Việt, coi Việt Nam là quê hương của mình, cho nên lúc an nghỉ chỉ có một tâm nguyện là được chôn tại đất mẹ Nha Trang. Vâng, vị bác sĩ mà chúng tôi nhắc đến, đó chính là Alexander Yersin, người đã có nhiều đóng góp to lớn cho ngành y học dự phòng thế giới cũng như Việt Nam. Trại chăn nuôi Suối Dầu thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang 20 km. Đây là nơi nuôi các loại động vật thí nghiệm để sản xuất vaccine và huyết thanh phòng bệnh của Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC, Bộ Y tế. Trại do bác sĩ Giác Xanh thành lập năm 1896, có lịch sử hơn 100 năm, là nơi cung cấp súc vật thí nghiệm lớn nhất cho khu vực Đông Nam Á. Đó là một phần di sản mà bác sĩ Alexander Giác Xanh để lại cho Việt Nam. Trang trại rộng 125 hecta,
ngôi mộ của bác sĩ Giác Xanh nằm khiêm tốn trên một quả đồi. Lối lên đã được xây bậc thang để phục vụ du khách đến tưởng nhớ ông. Từng người dân với cả những em bé học sinh ở những cái mảnh đất như Khánh Hòa đây thì vô cùng biết ơn ông đã mang lại cho những cái nền tảng y học rồi cũng như những cái công trình nghiên cứu về y tế để mang lại cái sức khỏe cho cộng đồng, thì hầu như là ai cũng có những cái tình cảm rất là thân thiết. Bên trái ngôi mộ là tấm bia khắc ghi những công lao của ông đối với ngành y học thế giới cùng những đóng góp to lớn của ông cho Việt Nam. Giác Xanh là học trò của bác sĩ Louis Pasteur. Ông là một nhà khoa học khiêm tốn nhưng lừng danh thế giới. Giác Xanh là người đầu tiên trên thế giới phát hiện tác nhân gây bệnh dịch hạch mà sau này được định danh là Yersinia. Từ phát hiện này, ông bào chế huyết thanh để kháng dịch một cách hiệu quả. Ông được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1952. Đối với Việt Nam, ông để lại những di sản vô cùng to lớn, đó là trại nuôi động vật thí nghiệm Suối Dầu và cũng là người đầu tiên tìm ra mảnh đất thơ mộng Đà Lạt, là người đưa cây cao su đến Việt Nam. Vào ngày mùng 1 tháng 3 hàng năm là ngày mất của ông, cho nên là chúng tôi đều làm một bữa gọi là bữa dỗ để trước là dân để tưởng nhớ đến ông, hai nữa là nhân viên trong trại cũng ngồi lại. Thì là qua cái bữa ăn đó thì cũng thể hiện được tấm lòng của mình, cảm ơn đến ông, nhờ có ông mà chúng ta đã có được một cái khối tài sản, gia sản mà ông để lại. Tên tuổi và sự nghiệp của Giác Xanh, một danh nhân khoa học thế giới, một thầy thuốc uyên bác, tận tụy và đầy lòng nhân đạo, đã gắn liền với đất nước và nhân dân Việt Nam như một huyền thoại. Ông qua đời ngày 1 tháng 3 năm 1943, thọ 80 tuổi. Ông để lại di chúc: tôi muốn được chôn ở Suối Dầu, yêu cầu giữ tôi lại tại Nha Trang, đừng cho ai đem tôi đi nơi khác. Mọi tài sản còn lại xin tặng hết cho Viện Pasteur Nha Trang và những người cộng sự lâu năm. Đám tang làm giản dị, không huy hoàng, không điếu văn. Vẫn theo di chúc, ông muốn được chôn nằm sấp, đầu quay về biển Nha Trang để được ôm mảnh đất quê hương vào lòng. Bên cạnh đó là ông còn để lại một cái khối kiến thức khoa học mà chúng tôi đã áp dụng cho đến ngày hôm nay vẫn chưa lỗi thời. Những cái quy trình, những cái phương thức mà sản xuất huyết thanh cũng như là nghiên cứu hiện nay của chúng tôi đều dựa trên cái tính chất cơ bản mà ngày xưa mà ông đã nghiên cứu ra và ông đã sản xuất thành công từ những cái năm mà ông đã khai phá và ông xây dựng nên cái Viện Pasteur Nha Trang cho đến nay. Thì cái trang trại này từ ngày xưa ông cũng đã nuôi ngựa và ông cũng nuôi động vật thí nghiệm ở đây. Ông đã sản xuất những cái giọt huyết thanh đầu tiên ở đây là huyết thanh mà bạch hầu. Ngày đó là có cái dịch bạch hầu thì ông sản xuất cái huyết thanh kháng bạch hầu ở đây đầu tiên. Rồi sau đó rồi huyết thanh kháng các loại nọc khác, ví dụ như là uốn ván hoặc là kháng dại, rồi kháng các loại nọc rắn thì cũng là bắt nguồn từ đây. Thì những cái quy trình từ ngày xưa đến giờ, từ đó chúng tôi cải tiến và chúng tôi nghiên cứu nâng cấp thêm các cái thiết bị máy móc để làm sao tinh chế cho nó là sạch nhất. Tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Thủ Dầu Một và Thành phố Hồ Chí Minh đều có những đường phố mang tên nhà bác học Giác Xanh. Và những di sản ông để lại đang góp phần không nhỏ trong việc điều chế vaccine phòng COVID-19 cũng như các loại bệnh truyền nhiễm khác, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu người Việt.